chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu chân dung vợ sắp cưới của cố diễn viên Hải Đăng vừa qua đời ở tuổi 30 năm. Bạn gái của cố diễn viên Hải Đăng tên là Kim Hoàng. Hải Đăng và Kim Hoàng bên nhau đã được 2 năm trước khi quyết định về chung một nhà, hiện tại chuẩn bị làm đám cưới. Kim Hoàng đang sống và làm việc cùng gia đình ở Nha Trang, Khánh Hòa. Thời gian gần đây, Hải Đăng gây chú ý khi tham gia chương trình Một Chuyến Đi, và tại chương trình anh đã cầu hôn bạn gái Kim Hoàng. Cả hai đang chuẩn bị làm đám cưới. Nam diễn viên trẻ còn khoe trên mạng xã hội: hôm nay anh muốn dành một điều đặc biệt cho em. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng anh làm điều đó. Hy vọng em đừng từ chối anh. Sự ra đi đột ngột của nam diễn viên trẻ khiến nhiều đồng nghiệp bàng hoàng. Bạn gái Hải Đăng cho biết anh tới Nha Trang thăm cô. Hai người cùng với một người cháu đi tắm biển. Cô ngồi trên bờ, Hải Đăng cùng người cháu bơi ra giữa biển rồi bị nước cuốn đi. Hải Đăng là người biết bơi nên khi thấy anh chơi với kêu cứu, cô tưởng anh đang trêu đùa. Nhưng lúc sau, cô không thấy anh nổi trên mặt nước, cô sợ quá. Kim Hoàng la hét cầu cứu rồi nhảy xuống nước kéo anh vào bờ và nhận được sự giúp đỡ từ một người gần đó. Tuy nhiên, khi kéo Hải Đăng vào bờ, anh đã không còn thở. Hải Đăng, tên đầy đủ là Nguyễn Ánh Hải Đăng, sinh năm 1986, ngụ ở phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Anh là cựu thành viên của nhóm nhạc Rainbow Boy. Anh từng góp mặt trong một số bộ phim như Ra Riêng Anh Cưới Em, Thám Tử Tình Yêu, Phiên Khúc Đoàn Viên. Diễn viên trẻ Hải Đăng đột ngột qua đời ở tuổi 3 năm do bị đuối nước vào ngày mùng 5 Tết, tức 16 tháng 2 năm 2021, tại vùng biển xã Vạn Thọ, khu vực dưới chân đèo Cổ Mã, huyện Vạn Ninh, ở phía bắc tỉnh Khánh Hòa, giáp với tỉnh Phú Yên. Tối ngày 17 tháng 2, ông Đàm Mặc Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, khu vực diễn viên Hải Đăng gặp nạn là một bãi tắm tự do của người dân địa phương, hoàn toàn không phải là khu vực kinh doanh du lịch của tỉnh Khánh Hòa. Nhiều nghệ sĩ như nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, ca sĩ Trương Quỳnh Anh, diễn viên Khả Như và Trịnh Tú Trung cũng bất ngờ và thương xót trước sự ra đi của diễn viên Hải Đăng. Sáng ngày 17 tháng 2, vợ sắp cưới của cố diễn viên đã live stream trên trang cá nhân để thông báo tình hình hiện tại với người hâm mộ. Cô và mẹ của nam diễn viên đã đưa thi hài của cố diễn viên về thành phố Hồ Chí Minh. Trên trang cá nhân, Hoàng rapper cũng chia sẻ: nửa đêm nghe tin dữ mà không thể tin được. Đăng còn quá trẻ, tình yêu cũng chuẩn bị bước sang một trang mới, tham gia với nhau cùng một chương trình. Nhưng tôi quý bạn vì sự lịch thiệp, lễ phép và yêu nghề. Xin chia buồn cùng gia đình, thật sự đột ngột và đau lòng quá. Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn xem video thấy hay, hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video mới nhất.